Việt Nam Young Spies sẽ đến và trình bày trước hội đồng giám khảo. Mỗi đội sẽ có 10 phút, đã bao gồm 7 phút thuyết trình và 3 phút để trả lời câu hỏi. Mong rằng các đội của chúng ta hôm nay sẽ thuyết trình thật là tốt, làm bài thật là tốt, trả lời câu hỏi thật là hay để mà có được những kết quả tốt nhất.